Thì số 2 là chúng ta nghe một cái loại thuế đầu tiên, đó là thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng thì cũng có là rất nhiều mục, nhưng mà đối với tập tạo từ xa là chúng ta chỉ nghe 8 mục thôi, một còn những cái mục khác thì các anh chị đọc cho biết. Đây là loại thuế nằm ở nhóm tiêu dùng. Tiêu dùng có nghĩa là người tiêu dùng là người chịu thuế. Thuế là đánh trên diện rộng, tức là những cái hàng hóa mà hiện nay chúng ta mua là chúng ta đều có thuế ghi trong đó hết. Và khi bán hàng thì cái người bán phải ghi trên hóa đơn. Ví dụ tiền điện, các anh chị xài 300 ngàn, thì cái người bán điện là phải ghi thuế 10% trên hóa đơn là 30 ngàn. Và khi các anh chị trả tiền, các anh chị phải trả là 330 ngàn. Trước đây là chúng ta thu thuế doanh thu, vì vậy mà nó có trùng lắp, do đó bây giờ chúng ta thực hiện cái thuế trị tăng là nó không trùng lắp. Hiện nay là ngoài cái việc mà thu ở cái khâu kinh doanh trong nước thì cái thuế giá trị gia tăng nó vẫn còn có phát sinh ở thu nhập khẩu. Một cái người mà nhập khẩu hàng hóa về thì nộp thuế nhập khẩu và nộp thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Vì vậy mà người ta đánh giá cái thuế trị tăng là nó có chức năng bảo hộ giống như là cái thuế xuất khẩu vậy. Như vậy mà cái hàng hóa hiện nay khi mà nhập khẩu về phải chịu hai loại thuế, đó là thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Thuế giá trị gia tăng nhập khẩu thì nó có một cái điểm là thuế xuất 0% nếu mà chúng ta xuất khẩu. Vì vậy người ta nói là thuế giá trị gia tăng kích thích xuất khẩu, tại vì khi xuất khẩu chúng ta không có ghi 10% nữa. Ví dụ khi chúng ta bán bao xi măng là 10%, 50 ngàn bao xi măng thì bán bao xi măng ghi 10% là 5 ngàn nữa là 55. Nhưng nếu chúng ta xuất khẩu thì 50 ngàn vẫn là 50 ngàn, chỉ có dòng thuế xuất nó ghi là 0%. Mà nó kích thích xuất khẩu. Thuế trị tăng không phải là cái khoản chi phí, không phải là khoản chi phí. Tại vì cái thuế này là nó nằm ngoài và nó khai đầu ra đầu vào chứ nó không có tính tới cái chi hiện nay. Thì thuế giá trị gia tăng thì nó đối với các nước cũng vậy và đối với Việt Nam cũng vậy, và hiện nay chúng ta đánh thuế 0% đối với hoạt động xuất khẩu là các nước cũng vậy, đó là một cái ưu đãi, coi như là ưu đãi, do đó là để khuyến khích xuất khẩu. Muốn là được áp dụng thuế 0% thì xuất khẩu là sẽ được. Một số nước thì hiện nay là đối với thực phẩm thì người ta cũng không đánh thuế, nhất là ở Liên minh châu Âu là người ta không đánh thuế đối với những cái thực phẩm là không có thuế trị tăng. Đối với tư liệu sản xuất thì cho phép khấu trừ, có nghĩa là khi mình mua nguyên liệu mình có thuế giá trị tăng 10%, thì khi mà mình sản xuất bán ra sản phẩm thì mình được hoàn trả lại cái thuế ở khâu nguyên liệu. Chính vì vậy người ta nói là thuế thì tăng không tính vào chi phí là như vậy, không tính vào dịch vụ tài chính. Thì ở một số nước thì người ta cũng không không tính thuế dịch vụ tài chính đối với các nước như vậy. Như vậy là chúng ta chú ý là người nộp thuế là ai. Người nộp thuế là cái người sản xuất kinh doanh, còn cái người mua hàng là cái người chịu thuế, là cái người khi trả tiền là trả thuế, nhưng mà cái người nộp là cái người kinh doanh. Và đồng thời khi chúng ta nhập khẩu thì chúng ta cũng phải chịu thuế. Như vậy là chúng ta sẽ học cái phần phương pháp tính thuế, thì chúng ta sẽ thấy là có hai phương pháp tính thuế ở cái khâu sản xuất kinh doanh và tính thuế ở cái khâu là nhập khẩu, hai phương pháp tính khác nhau. Đối tượng chịu thuế là hàng hóa dịch vụ, và không chịu thuế thì có rất nhiều khoản là không chịu thuế. Ở đây chúng tôi không trình bày hết, chỉ đọc trong tài liệu thôi. Ví dụ như là trồng trọt, chăn nuôi, người nông dân là khi làm ra cái sản phẩm hàng hóa và khi đi bán sản phẩm đó thì người mua là không chịu thuế, thành ra là không không có ghi 10%, không ghi 10%. Người nông dân không có nộp thuế thì sao? Và người mua cái sản phẩm nông nghiệp đó cũng không có chịu thuế thì tăng. Nói chung là những cái sản phẩm nông nghiệp, các cái giống vật nuôi, giống cây trồng là không chịu thuế thì tăng.
các cái dịch vụ về tưới tiêu phục vụ nông nghiệp thì cũng không không có thuế điện thật, muối cũng không có thuế điện thật, nhà của nhà nước bán cho cái người đang thuê nhà đó, nhà tôi là nhà thuê nước cũng không không gọi là quá giá nhà, đất cũng không có thuế điện thật. Ví dụ các anh chị làm kinh doanh bất động sản, các anh chị bán căn nhà, bán miếng đất thì thuế địa tăng chỉ phát sinh từ căn nhà thôi, còn cái đất là không không có thuế địa tăng. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ là mình mua bảo hiểm thì khi mua bảo hiểm thì mình mua mình trả tiền thôi, không không có 10% trên cái tiền bảo hiểm nhân thọ. Các dịch vụ tài chính, dịch vụ y tế cũng vậy, khi mình đi khám bệnh thì bệnh viện là thu tiền bao nhiêu thì ghi bao nhiêu thôi, ví dụ là khám bệnh 100.000 ghi 100.000, chứ không có 100.000 rồi 10% là 10.000 nữa là 301, không không có thuế tiền tăng. Bưu chính viễn thông không có thuế tiền tăng, phục vụ công cộng vệ sinh thoát nước không có thuế tiền tăng. Cái đó là những cái doanh nghiệp mà làm những cái công việc như là duy tu sửa chữa xây dựng mà vốn của viện trợ nhân đạo hoặc là vốn của dân đóng góp thì không 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 có chịu thuế, không có gì thuế thì thật. Dạy học dạy nghề, ví dụ các anh chị đi học nhà trường thu triệu rưỡi, tiền triệu rưỡi thôi chứ không có triệu rưỡi rồi 10% là 150, không 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 có thuế. Phát sóng truyền thanh truyền hình, nhập khẩu báo, vận chuyển hành khách bằng xe buýt, ví dụ là công ty xe hiện nay chở thì nếu mà xe taxi là phải chịu thuế thì tăng, nhưng mà xe buýt là không chịu thuế. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, nếu mà nhập khẩu thì khi nhập khẩu thì không có bị thuế thì tăng. Đây là một số các cái loại không chịu thuế thì tăng. Cái bản của chúng tôi kê ra như vậy là khoảng 26 trường hợp không chịu thuế, 26 trường hợp. Thì cái người kinh doanh khi mà bán hàng thì nhớ nhớ 26 trường hợp này để khi mà ghi thuế là không không có ghi thuế. Tính thuế thì hiện nay tính thuế thì căn cứ vào những cái điểm sau đây. Nếu mà trong nước thì khi tính thuế thì chúng ta thấy cái hóa đơn nó ghi như vậy. Ví dụ các anh chị bán một món hàng 100 triệu thì các anh chị ghi cái dòng đầu tiên là 100 triệu. Cái dòng thứ hai là ghi thuế. Và khi thanh toán trả tiền thì mình phải trả là 110, có nghĩa là phải trả đủ vừa cái giá bán mà vừa cái tiền thuế. Cái đó hiện nay là cái thuật ngữ để mà dùng trong cái luật thuế điện tăng là người ta ghi là giá bán chưa thuế. Chứ người dân hiện nay người ta cứ cứ nói là mua bán tôi bán nhiêu đó, thì chú ý cái bán đó là bán là chưa chưa có thuế. Ví dụ các chị ra ngoài anh chị mua chiếc xe Honda cửa hàng đó nó 15 triệu thì phải hiểu đó 15 triệu là chưa chưa có thuế. Thành ra khi mình trả tiền chiếc xe 15 triệu là mình phải trả 15 triệu cộng 10% là 1,5 triệu. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá tính thuế là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Ví dụ như giờ các anh chị nhập một món hàng 10 triệu, thuế nhập khẩu là 3 triệu. Như vậy là các anh chị phải nộp thêm cái thuế để tăng 10% trên cái 10 triệu cộng 3 triệu là 1 triệu 3. Như vậy là cái người nhập khẩu phải nộp hai loại thuế. Thuế nhập khẩu 3 triệu và thuế giá trị gia tăng nhập khẩu là 1 triệu 3. Đây là cái tính thuế thì chú ý dùng là có hai cách tính khác nhau. Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế đặc biệt thì chú ý là khi chúng ta nhập hàng, ví dụ giờ mình nhập cái xe ô tô 200.000 đô, thuế nhập khẩu 30% là 6.000 đô, thuế tiêu thụ đặc biệt 100% là 26.000 đô. Thì khi chúng ta tính thuế giá trị tăng nhập khẩu là chúng ta tính 10% trên cái giá nhập cộng thuế nhập và cộng thuế đặc biệt. Chú ý những cái bài tập bằng con số này để chúng ta hiểu về cái phần lý thuyết thuế như vậy. Như vậy là một cái hàng hóa bình thường thì nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Còn một cái hàng hóa mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì phải nộp vừa
tiêu thụ đặc biệt, vừa nhập khẩu vừa giá trị gia tăng. Như vậy là một cái hàng hóa nhập khẩu về mà thuộc dạng tiêu thụ đặc biệt là phải nộp 3 loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Trường hợp là doanh nghiệp người ta thu phí thêm, ta gọi là phụ thu đó, thì phải cộng vào, phải cộng vào. Ví dụ về khách sạn là một cái đơn vị làm dịch vụ cho thuê phòng, giá thuê phòng là 300.000 đồng đêm, và người ta có phụ thu thêm 50.000, thì khi tính tính thuế thì tăng 10% đó, là phải tính trên cái giá thuê phòng cộng với phụ thu vậy. Thì vậy là 300 cộng 50.000 nhân 10%, thì vậy là cái thuế thì tăng bây giờ là 35.000 chứ không phải là 30.000. Trường hợp mà chúng ta không bán hàng mà chúng ta dùng biếu tặng, hay là chúng ta trả thay thay tiền lương, hiện nay có nhiều doanh nghiệp là người ta phát lương là bằng tiền 50% và bằng hiện vật 50%. Ví dụ nhà máy vải dệt vải xong đó là mà phát lương cho công nhân, đồng thời mình phát thêm một cái số lượng vải gọi là trả lương bằng hiện vật đó. Thì cái lương nó cũng phải coi như là tiêu thụ và cũng phải tính thuế. Hiện nay có nhiều nhiều người tưởng là biếu tặng không thu tiền là không có thuế, phải đều phải có thuế. Cho thuê tài sản là cũng phải tính thuế. Ví dụ bây giờ mình đến đó, mình thuê căn nhà làm văn phòng công ty, người ta nói là 10 triệu, thì khi mà mình trả tiền thì mình phải trả 10 triệu tiền nhà cộng thời cộng 10% nữa là 1 triệu, là 11 triệu. Mua hàng theo phương thức trả góp, tại vì hiện nay khi mua hàng là có những cái loại hàng mà nó cái giá nó cao quá, chúng ta không có trả tiền một lần được, chúng ta trả góp, thì thuế trị tăng là nó không bao gồm cái phần lãi trả góp. Ví dụ cửa hàng bán xe Honda trả góp, khi mà mình đến mình mua một lần là 1,5 triệu, tại vì giá bán là 15 triệu thì 10% là 1,5 triệu, nhưng mà khi ông bán trả góp 17 triệu thì thuế cũng là 1,5 triệu thôi. Tại vì ở đây ta nói là cái tính thuế giá trị tăng là không tính trên cái khoản lãi trả góp. Bán một lần 15, bán trả góp 17, có nghĩa là người ta đã thu một cái lãi lãi trả góp là 10 là 2 triệu. Thì cái 2 triệu đó là không không tính thuế. Như vậy là phân biệt, có phân biệt giữa cái giá bán trả một lần và giá bán trả góp. Giá bán trả một lần thì thuế tính trên cái giá bán trả một lần 10% trên 15, nhưng mà giá bán trả góp 17 thì cũng vẫn tính trên giá bán là 15 chứ không tính trên 17. Hiện nay có nhiều người dân không 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 biết cái này, mà thậm chí có nhiều người bán kinh doanh cũng không biết. Đấy, thành ra người ta ghi 17 là sai, 1,5 triệu thôi. Gia công thì là tính theo cái giá gia công, xây dựng là tính trên cái giá bàn giao. Ví dụ như bây giờ là các anh chị là một cái nhà đầu tư, các anh chị ký hợp đồng với một cái công ty xây dựng để xây dựng cái văn phòng công ty là 15.000 triệu, tức là 15 tỷ. Cái giá trị mà đã được chủ đầu tư thanh toán, có nghĩa là mình đã trả cho cái ông thầu là 10 triệu, 10.000 triệu, tức là 10 tỷ rồi. Nhưng mà giá trị hoàn thiện bàn giao là 12.000 triệu, có nghĩa là mình đã bàn giao công trình cho cái ông chủ đầu tư là 10 12 12 tỷ rồi. Thì thuế giá trị gia tăng nó không tính trên 10 nhé, không tính trên 10. À, cái trường hợp mà xây dựng đó thì các anh chị chú ý là không theo cái thuế khi khai, là không theo cái tiền mà chủ đầu tư thanh toán mà phải theo cái giá trị hoàn thành bàn giao. Như cái ví dụ ở trên cái bài học cho thấy đó, thanh toán nhận được 10.000 triệu, tức là 10 tỷ, nhưng mà đã hoàn thành bàn giao 12 tỷ thì thuế phải kê khai trên 12 tỷ. Ví dụ. Do đó nhiều doanh nghiệp hiện nay khi mà thi công á, thường thường người ta chỉ khai thuế trên cái tiền chủ tư thanh toán, đó là thiếu đó. Khi cơ quan thuế kiểm tra thì người ta phải truy thu thêm. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thì cái giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất.
thuế giá trị tăng không không có tính trên cái đất. Đấy, chú ý dùng như vậy. Đối với đại lý thì là cái tiền hoa hồng thì chỉ tính trên cái giá trị tăng trên hoa hồng thôi. Đối với giá trị gia tăng mà đối với những cái chứng từ thanh toán như là vé cước, vé xổ số đấy, thì chúng ta tính thuế là chúng ta phải nằm trong cái giá bán mà chưa chưa có thuế đó. Ví dụ các anh chị từ Bạc Liêu, các anh chị đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là 70.000 thì cái vé xe nó ghi là 70.000 bao gồm thuế, nhưng mình nó không ghi rõ ra 10%. Thì về trong trường hợp này muốn muốn biết thuế là bao nhiêu, chúng ta phải phải đi tìm tìm cái giá chưa có thuế. Giá chưa có thuế sẽ bằng giá thanh toán chia cho 1 cộng thuế xuất. Rồi một số các cái trường hợp khác thì các anh chị đọc trong tài liệu, ví dụ như là trường hợp đối với dịch vụ du lịch, đối với cầm đồ, phải không? Các anh chị xem trong đó. Đối với hoạt động bán theo đúng giá phát hành sách, đối với hoạt động in, đối với hoạt động làm dịch vụ đại lý giám định. Các chị xem thêm trong đó để các anh chị biết. Cái này kế tiếp là thuế xuất. Hiện nay trên thế giới thì người ta chia làm hai cái nhóm, một cái nhóm gọi là đa thuế xuất. Ví dụ như Indonesia hay là Hàn Quốc đó, là đa thuế xuất, có nghĩa là có cái loại thuế tiêu chuẩn 10% và những cái loại thuế khác. Thế thì Việt Nam hiện nay mình cũng đang nằm trong cái nhóm đó, gọi là đa 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 thuế xuất, vừa có thuế xuất 10% vừa có thuế xuất 5%. Thì đối với Việt Nam hiện nay thì thuế xuất 10% là những cái hàng hóa thông thường là 10%. Thế còn đối với những cái hàng hóa mà thiết yếu thì 5%. Tính thuế hiện nay thì nó có hai phương pháp tính thuế. Đối với những cái tổ chức mà có đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn thì áp dụng phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ là phương pháp mà phải thống kê tất cả các cái hóa đơn bán ra để xác định cái thuế đầu ra, và thống kê tất cả các cái hóa đơn mua vào để mà xác định cái thuế đầu vào. Và khi nộp thuế thì sẽ nộp trên cái chênh lệch giữa thuế đầu ra trừ trừ thuế đầu vào. Và như vậy cái thuế giá trị tăng này là nó sẽ giúp cho doanh nghiệp nào mà sử dụng chế độ kế toán hóa đơn cả mua vào bán ra đó, thì thuế nộp rất thấp, tại vì mình được giảm cái thuế giá trị tăng mua vào. Ví dụ như các anh chị mua xi măng về bán, các anh chị mua bao xi măng 50.000 thì cái bên mà nó bán xi măng nó ghi 10% là 5.000. Như vậy chúng ta có cái thuế đầu vào là 5.000. Khi chúng ta bán bao xi măng 70.000 thì chúng ta có cái thuế đầu ra 10% là 7.000. Thì chúng ta không nộp thuế trên 7.000 đó, mà chúng ta được khấu trừ cái 5.000 của cái thuế đầu vào đi. Như vậy cái bao xi măng là chúng ta 10% là 7.000, nhưng mà nộp thuế chỉ nộp trên trên 2.000 thôi, thế là được khấu trừ. Cái đó là hàng tháng là cái người kế toán doanh nghiệp là phải thống kê cái thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ bằng cái tất cả các cái hóa đơn bán ra, và thống kê tất cả các cái hóa đơn mà mua vào để mà xác định cái thuế đầu vào, và lấy hai cái số đó trừ nhau thì ra số thuế nộp. Phương pháp này gọi là phương pháp khấu trừ. Phương pháp thứ hai là phương pháp, ví dụ các anh chị coi câu hỏi số 1, ở đây nó có câu hỏi số 1 á. Ví dụ trong tháng là một cái doanh nghiệp này là người ta thực hiện 7 cái nghiệp vụ mua vào và 4 nghiệp vụ bán ra. 7 nghiệp vụ mua vào này, giá mua này người ta nói là giá mua là chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy là thuế giá trị gia tăng đầu vào 506 triệu 750 nhân cho 10% là 50 triệu. Đấy. Mình sẽ được giảm đi cái số thuế 5 5 50 triệu đầu vào. Thật ra khi mình bán ra 10%. Đấy.
thì mình không có nộp 10% trên cái 2.520 triệu, mà mình được giảm trừ cái số 10% của 506 triệu. Đây là thuế bán ra, thuế mua vào. Phương pháp thứ hai là phương pháp trực tiếp. Cái phương pháp này là không có dùng cho những cái đơn vị mà áp dụng cái chế độ kế toán hóa đơn, mà áp dụng cho những đơn vị không thực hiện cái chế độ hóa đơn. Hiện nay có nhiều người kinh doanh nhưng mà không thực hiện mua vào không có hóa đơn, bán ra không có hóa đơn, thế thì không không có cơ sở để tính thuế theo pháp khấu trừ được. Vì vậy mà phải tính theo pháp trực tiếp. Phương pháp trực tiếp thì tính thuế cái công thức như thế này, tức là lấy cái doanh thu mà nhân cho một cái tỷ lệ, có ba cái tỷ lệ. Tỷ lệ thứ nhất là 10% là đối với cái ngành thương mại, 30% đối với ngành sản xuất và 50% đối với ngành dịch vụ, và sau đó nhân cho thuế xuất. Ví dụ giờ một cái cửa hàng ăn uống, một cửa hàng ăn uống bây giờ người ta bán ra một ngày là 1 triệu, nhưng mà bình quân cái doanh thu một tháng là 30 triệu. 30 triệu thì dịch vụ là 50% thì nhân cho tỷ lệ là 50%, như vậy là 15 triệu. Thuế suất 10% là 1,5 triệu. Như vậy là một cái người kinh doanh ăn uống với cái doanh thu bình quân là 30 triệu tháng, thì người đó nộp thuế là 30 triệu là doanh thu, nhân cho tỷ lệ 50% là 15 triệu, và nhân cho thuế suất 10% là thuế phải nộp là 1,5 triệu. Như vậy hiện nay là khi cơ quan thuế mà thực hiện cái việc thu thuế, là người ta phải xác định đầu tiên là cái tổ chức mà kinh doanh đó là có hóa đơn hay không có hóa đơn. Nếu mà có hóa đơn cả hai đầu ra đầu vào thì áp dụng phương pháp khấu trừ. Do đó cái người kinh doanh là phải giữ những cái hóa đơn đầu vào đó, để coi như đó là một cái chứng từ để mà khi cơ quan thuế kiểm tra cái đầu vào có đúng hay không. Còn cái những cái người mà kinh doanh không có hóa đơn thì áp dụng phương pháp gọi là phương pháp trực tiếp. Doanh nghiệp thì áp dụng cái công thức 2.1, còn cá nhân thì áp dụng phương pháp 2.2. Cũng là doanh thu, nhưng mà đối với cái hộ kinh doanh thì người ta sẽ ổn định một cái doanh thu. Tại vì cái người kinh doanh cá thể thì người ta tháng này khác, tháng kia khác, nó không có ổn định. Thì người ta phải phải ấn định một cái doanh thu để cho cái người dân tính một cái doanh thu bình quân. Và cái tỷ lệ của giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành là nó cũng nằm trong cái mức là chênh lệch, có thể là dưới 10%, dưới 30% hoặc là dưới 50%, nhưng mà nó cũng theo cái quy định như vậy. Như vậy là một cái người kinh doanh cá thể, có thể là người ta không biết tại sao mà thuế nó thu mình nhiều đó, thì phải hiểu là thuế nó khoán cái thuế bằng cách không phải là nó quăng một cái số thuế mà không có cơ sở nhé, mà đầu tiên là nó phải ấn định cái doanh thu và nó ổn định cái doanh thu trong vòng 1 quý hay là 6 tháng, sau đó nhân cho tỷ lệ như thế. Như vậy là trong cái việc mà thuế khoán hiện nay đó, người dân cứ nghĩ là lệ thuộc vào các bộ thuế, cái đó là sai. Bởi vì thuế suất là luật quy định là 10% rồi, tỷ lệ giá trị gia tăng là bộ quy định rồi, và cũng là nó nằm trong cái nhóm 10%, 30 hoặc 50. Như vậy là chỉ còn là cái doanh thu thôi. Thì cái doanh thu này là mỗi cái chi cục thuế người ta sẽ có cái nhiệm vụ để người ta đi, để người ta ấn định cái doanh thu. Như vậy thuế trị tăng là gì? Là tất cả những người kinh doanh đều phải nộp, nhưng mà tùy theo cái mức độ mà hạch toán, kế toán và cái hóa đơn chứng từ có đầy đủ hay không thì sẽ kê khai theo cái phương pháp là khấu trừ nếu mà có đầy đủ hóa đơn, và phương pháp trực tiếp nếu mà không có đầy đủ hóa đơn. Ví dụ các anh chị xem câu hỏi số 6 đó. Bây giờ một cái ông mà hộ kinh doanh hay là một cái ông doanh nghiệp cũng được, ví dụ ông này là ông là nấu nấu đám cưới hả, ăn uống, nhưng mà ông không thực hiện cái chế độ kế toán hóa đơn, tại vì là ông bán, ông không có thu, ông không không phát hành hóa đơn. Người ăn đến là ăn xong hỏi nhiêu trả tiền trả thôi, chứ không hóa đơn, và cái đầu vào cũng không có hóa đơn. Ví dụ như mua hành, mua tỏi, mua mắm, mua muối, mua cá, mua thịt thì cũng không có hóa đơn.
thành ra là không thực hiện đầy đủ chế độ cái đó mới được. Nhưng mà thuế thì là nó ấn định cái ông này là doanh số là 100 triệu đồng tháng, 100 triệu. Thì như vậy là nó sẽ lấy 100 triệu nhân cho 50% và tỷ lệ của ngành ăn uống là 50 triệu, nhân thuế suất 10% là 5 triệu. Như vậy cái hộ kinh doanh này là phải nộp thuế mỗi tháng là 5 triệu thuế điện tăng. Công thức tính vừa rồi là như vậy, không có vào sổ sách, không có kế toán chứng từ gì hết. Như vậy là dù có sổ sách kế toán hay không kế toán thì thuế vẫn có phát sinh và cái phương thức tính là khác nhau. Và ngoài ra thì đối với vàng bạc ngoại tệ đó, vàng bạc ngoại tệ thì không có theo cái phương pháp bình thường mà phải theo một cái phương pháp 2.3. Đó là cái phương pháp mà chúng ta phải xác định cái giá trị gia tăng rồi nhân cho thuế suất. Giá trị gia tăng sẽ xác định bằng giá vốn trừ trừ giá bán trừ giá vốn nhé. Giá thanh toán của hàng hóa dịch vụ bán ra là giá bán. Rồi giá thanh toán của hàng hóa dịch vụ mua vào tương ứng là giá vốn. Thì xem cái câu hỏi số 3, câu hỏi số 3 là nó có thí dụ về cái đó. Ví dụ bây giờ một cái ngân hàng nó có bán ngoại tệ thì nó không theo phương pháp khấu trừ mà cũng theo phương pháp trực tiếp, mà nó phải xác định cái giá bán. Giá bán ở đây là bán 60.000 đô và tỷ giá là 15.500, như vậy là 60.000 nhân 15.500 là 930 triệu. Giá vốn là ở đây theo phương pháp LIFO là phương pháp là last in first out, cái nào mà nhập vô sau là trước trước. Như vậy là mua trong kỳ là tỷ giá 15.000. Như vậy giá vốn của cái đô la đó là 60.000 đô nhân 15.000. Như vậy là 6 lần 5 30 giữ 3 6, 900 triệu. Như vậy giá bán là 953, giá vốn là 900. 953 trừ 900 là 30. 30 nhân 10% là 3 triệu. Như vậy là tới nghiệp vụ mà bán ngoại tệ này là ngân hàng A phải khai thuế giá trị gia tăng là 3 triệu. Như vậy là thuế giá trị tăng khi mà khai là nó lại thuộc vào cái hóa đơn có hay không. Nếu có thì áp dụng phương pháp khấu trừ, không có áp dụng phương pháp trực tiếp. Riêng kinh doanh vàng bạc ngoại tệ thì không sử dụng phương pháp khấu trừ mặc dù có chứng từ hóa đơn, mà áp dụng một cái phương pháp cũng là phương pháp trực tiếp nhưng mà chỉ áp dụng đối với cái vàng bạc ngoại tệ. Đó là cái phương pháp tính thuế đối với vàng bạc ngoại tệ. Một phương pháp thứ tư, 2.4 nữa là đối với những người nhà thầu nước ngoài khi họ đến đây để mà họ thi công xây dựng đó, thì khi trả tiền thì phải trả về nước của họ. Ví dụ như cái cầu Cần Thơ vừa rồi xây đó là nhà thầu Nhật nó ở bên Nhật. Như vậy là cái ban quản lý cầu Cần Thơ phải chuyển tiền về bên Nhật trả trả bên đó. Hay là cầu Bắc Mỹ Thuận vừa rồi là Úc xây, thì khi mà trả tiền thì cũng phải trả về bên Úc. Thế thì cái đối tượng nó nằm ở ngoài nước chứ nào trong nước. Rồi, do đó là khi mà trả tiền cho nó là phải giữ lại thuế. Thuế này gọi là thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài. Cái ông nước ngoài này ông không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Như vậy là khi tính thuế thì phải tính thuế cũng giống như là những cái hộ kinh doanh không không có hóa đơn chứng từ. Tức là lấy doanh thu tính thuế là cái hợp đồng đó, nhân cho cái tỷ lệ giá trị gia tăng và nhân cho thuế suất. Tỷ lệ giá trị gia tăng thì đối với người nước ngoài thì có một cái bảng quy định riêng. Đấy, đây là cái bảng quy định về cái thuế giá trị gia tăng của người nước ngoài. Nó có hai cái mức thuế suất, 50% và 30%. Ví dụ giờ hiện nay chúng ta thấy từ Bạc Liêu đi lên tới Cần Thơ là đang thi công xây dựng cái các cái con đường đó, thi công cầu đó, thì có một số nhà thầu nước ngoài là họ cho nhà thầu Việt Nam thuê máy móc thiết bị mà đang thi công các con đường đó. Như vậy là những nhà thầu mà thuê máy móc này là phải trả tiền về bên nước ngoài, thì nhớ là khi trả tiền thì phải giữ lại thuế.
Ví dụ giờ mình mướn một cái máy đào hay máy xúc hay là máy hủ lô vậy đó, xe hủ lô 100 triệu, thì khi trả 100 triệu nó là mình nhân cho 50%, 50% là 50 triệu, 50 triệu nhân 10% là 5 triệu, như vậy là cái người nước ngoài họ chỉ nhận được là 95 triệu thôi, còn 5 triệu là mình phải giữ lại để nộp về nước. Thuế này ta gọi là thuế nhà thầu nước ngoài, người nước ngoài chịu thuế nhưng mà cái người nào trả tiền người đó phải giữ lại. Hay là xây dựng, xây dựng hiện nay thì nó có hai loại, một cái loại là xây dựng có bao thầu, có nghĩa là bên xây dựng họ lo cái nguyên vật liệu, và xây dựng không bao thầu có nghĩa là bên xây dựng chỉ lo về nhân công thôi, thì tùy theo cái hình thức bao thầu xây dựng có bao thầu hay không bao thầu thì cái tỷ lệ nó khác nhau. Tóm lại là cái phương pháp tính thuế là đối với kinh doanh trong nước là nó có bốn nhóm. Một nhóm là phương pháp khấu trừ đối với những người kinh doanh có hóa đơn chứng từ. Trường hợp không có hóa đơn chứng từ thì áp dụng phương pháp trực tiếp, đó là 2.2. Trường hợp mua bán vàng bạc ngoại tệ thì không áp dụng cái 2.3, 2.2 mà áp dụng cái 2.3. Và khi chúng ta có ký hợp đồng với những cái người nước ngoài để mà phục vụ cho những công việc của mình và khi trả tiền ra nước ngoài thì phải nhớ giữ lại cái thuế của họ. Đấy. Chúng ta chỉ trả lại cái chênh lệch sau khi trừ thuế. Ví dụ như là trường hợp như nãy tôi thí dụ là 5% thì phải giữ lại 5 triệu. Cái nhóm thứ hai mà chúng ta phải tính thuế đó là nhập khẩu. Thì cái trường hợp này là hải quan là họ sẽ tính thuế cái này. Khi mà hàng hóa về tới cảng thì hải quan sẽ tính thuế nhập khẩu và tính thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Thuế giá trị gia tăng nhập khẩu phải nộp sẽ bằng giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu và nhân thuế xuất. Câu hỏi số 2, các chị xem câu hỏi số 2 đây, các anh chị phần số đây, các anh chị thấy câu hỏi số 2. Ví dụ như bây giờ là chúng ta nhập khẩu đầu máy video, bây giờ người ta ít xài rồi, người ta không có xài đầu máy nữa, nhưng mà trước đây là có nhập cái đầu máy về. Giá nhập khẩu là 1 triệu đồng một chiếc, nhưng mà giá tính thuế của hải quan là 1.250.000, thuế nhập khẩu là 30%, thì bây giờ thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu? Trong cái ABCD này theo các anh chị câu đúng là câu nào? Đấy. Nếu sau này khi thi mà nó ra câu trắc nghiệm thì các anh chị chọn câu nào? Câu A 1 triệu là không đúng, tại vì tính thuế là phải tính trên giá 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 tính thuế. Nha. Như vậy chúng ta chỉ còn lại B và D thôi. 1.250.000. Bây giờ tính thuế nhập khẩu thì lấy cái giá nào? Lấy giá 1 triệu hay là giá 1.2 triệu? Phải lấy giá 1.2 triệu nha. Như vậy câu đúng là câu B. Câu B tức là giá tính thuế cộng với thuế nhập khẩu nhân cho thuế xuất giá trị gia tăng. Trong bốn câu trả lời đó thì câu đúng là câu B. Luôn luôn là phải sử dụng giá tính thuế để mà tính thuế. Trường hợp nếu mà chúng ta nhập khẩu hàng hóa là mặt hàng tiêu thụ đặc biệt, ví dụ như xe ô tô chẳng hạn, thì chúng ta phải cộng thêm cái thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu vô nữa rồi mới tính thuế. Như vậy công thức nó sẽ khác đi chút, là nó cộng thêm yếu tố tiêu thụ đặc biệt vô. Ở trên anh chị thấy là chỉ giá tính thuế cộng với thuế thôi, giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu thôi. Còn nếu cái hàng hóa là tiêu thụ đặc biệt là phải nộp thêm một cái loại thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu nữa, rồi lúc đó là mới nhân cho thuế xuất. Câu hỏi số 5. Học thuế thì chúng ta phải phải học bằng số cho nó mới mới dễ thấy được, chứ học bằng bằng lý thuyết thì nó rất là buồn ngủ. Thí dụ như giờ các anh chị nhập khẩu một chiếc xe ô tô để làm tài sản cho doanh nghiệp. Đấy, giá tính thuế là 20.000 đô. Thuế suất là 30%.
thuế tiêu thụ đặc biệt là 80%, thuế giá trị gia tăng là 10%. Như vậy là chúng ta phải lấy giá tính thuế 20.000, chúng ta cộng cho thuế nhập khẩu 30%, 20.000 là 6.000. 6.000 ở đây được giảm 50% thì chỉ còn có 3.000 thôi. 20.000 cộng 3.000 cộng thuế thuộc biệt là 80% của cái giá đánh thuế, rồi lấy ba yếu tố chúng ta cộng lại chúng ta mới nhân cho thuế suất 10%. Thì khi thi có thể là người ta sẽ cho một câu hỏi không phải bằng lý thuyết mà người ta cho câu hỏi bằng một cái bài toán như vậy. Đây. Thì có thể là các anh chị phải tính ra con số để mà mình trả lời. Như vậy là muốn trả lời được thì chúng ta phải nhớ công thức. Đấy. Và chúng ta điền những cái số đó vào cái công thức này thì nó mới ra được. Đấy. Do đó khi làm bài thi thì các anh chị nhớ là các anh chị ghi công thức trước. Sau đó các anh chị mới điền số vô. Thì dù dù là nó có sai nhưng mà mình cũng có điểm là tại vì mình đã ghi đúng cái công thức. Đấy. Chứ còn mình vô mà mình chỉ làm cái bài toán không mà mình không ghi công thức á thì cái điểm nó sẽ mất đi. Hiện nay thì ở các nước á, thì là trên thế giới nó có bốn phương pháp tính thuế thì tăng phương pháp, nhưng mà Việt Nam hiện nay chúng ta chọn phương pháp D. Phương pháp này ta gọi là phương pháp trừ gián tiếp, hay còn gọi là phương pháp hóa đơn, hay là phương pháp khấu trừ. Tại vì chúng ta sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp nào có hóa đơn thì chúng ta mới cho sử dụng phương pháp này, còn nếu không là áp dụng phương pháp trực tiếp. Đây, Việt Nam mình đang áp dụng phương pháp D. Cho đó là nếu mà chúng ta học những cái bài học mà của giáo viên nước ngoài giảng đó thì có thể họ giảng theo phương pháp A, có thể họ giảng theo phương pháp B hoặc phương pháp C, thì cũng là những phương pháp để tính thuế. Nhưng trong Việt Nam mình hiện nay là chọn cái phương pháp D. Phương pháp D là lấy cái giá đầu ra nhân thuế xuất, trừ đi giá đầu vào nhân thuế xuất để chúng ta xác định là thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế giá trị đầu vào. Hiện nay có một số nước á, thì người ta không bắt buộc là tất cả mọi người đều phải nộp thuế thì tăng hết, mà người ta có phân biệt với cái mức doanh thu. Ví dụ như ở Indonesia thì người ta quy định là một cái doanh nghiệp mà có doanh thu lớn hơn 60.000 đô một năm á, thì mới tính thuế thì tăng. Ở Trung Quốc cũng vậy, 1.800.000 nhân dân tệ là mới tính thuế thì tăng, còn phía dưới là không có tính, dưới dưới là không có tính. Thì Việt Nam mình thì cũng áp dụng cái mức, nhưng mà khi mình đưa ra quốc hội đó thì đưa ra cái mức 600 triệu thì quốc hội không có đồng thuận lắm, và cuối cùng là quốc hội là quy định là nếu mà cá nhân thì chuyển sang cái thuế thu nhập cá nhân. Đấy, còn cái người kinh doanh thì nộp thuế tắt, không 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 có phân biệt cái mức mức vượt hay là bao nhiêu đó. Việt Nam mình hiện nay là không không quy định cái định mức để mà phân biệt thuế. Thứ hai là hoàn thuế, tại vì hiện nay là khi chúng ta áp dụng phương pháp khấu trừ thì là số thuế đầu ra trừ thuế đầu vào, trường hợp nếu nó dương là nộp, nhưng mà trường hợp nếu âm là sẽ được hoàn lại. Như vậy là trong trường hợp nếu mà chúng ta kê khai thuế mà thấy nó âm, có nghĩa là đầu ra nhỏ hơn đầu vào lớn hơn thì chúng ta sẽ được hoàn. Ví dụ bây giờ chúng ta là xuất khẩu thì đầu ra là 0%, là không có đồng nào hết, trong khi chúng ta mua hàng thì có cái thuế đầu vào, do đó là chúng ta sẽ được hoàn thuế. Thế thì muốn được hoàn thuế như vậy là phải có những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải giữ cái phương pháp khai thuế điện tăng theo phương pháp khấu trừ thì mới được, còn nếu theo phương pháp trực tiếp là không được. Thứ hai là phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Thứ ba là phải có đăng ký tài khoản. Thứ tư là có số thuế lũy kế đầu vào lớn hơn đầu ra. Đầu vào lớn hơn đầu ra có nghĩa là âm đó thì mới được hoàn. Đây là cái hồ sơ hoàn thuế. Và có cái mẫu mẫu đề nghị hoàn thuế. Trong tài liệu tôi gửi các anh chị thì có một số các cái mẫu đó, các chị xem trong các cái tài liệu nó có. Hiện nay thì khi các chị nộp hồ sơ hoàn thuế lên trên cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ phân loại ra hai nhóm. Một cái nhóm gọi là kiểm tra rồi mới hoàn, ta gọi là kiểm trước hoàn sau đó, kiểm tra trước hoàn thuế sau.
Và có cái đối tượng, có nhóm thứ hai là cái nhóm là không kiểm tra mà hoàn, ta gọi là hoàn trước kiểm sau. Như vậy là có đối tượng là kiểm trước hoàn sau và có những đối tượng là hoàn trước kiểm sau. Thì những đối tượng nào là những đối tượng phải kiểm? Cái đối tượng đầu tiên là những cái doanh nghiệp mới thành lập mà mới sinh hoàn lần đầu tiên thì cơ quan thuế là phải phải kiểm trước, có nghĩa là họ phải cử một cái tổ đi xuống doanh nghiệp để xem doanh nghiệp đó là địa chỉ nằm đâu, sổ sách kế toán nó có tốt hay không thì mới hoàn. Cái đối tượng thứ hai là cũng phải kiểm trước, đó là những cái cơ sở kinh doanh có cái hành vi gian lận. Hành vi gian lận làm sao biết được? Là khi người ta kiểm thì người ta thấy rằng có một số hóa đơn đầu vào là doanh nghiệp nó bán hàng xong nó bỏ trốn mất. Đấy. Thế thì cái bỏ trốn của doanh nghiệp đó thì có cái gì khuất tất hay không? Chính vì vậy mà người ta phải đi kiểm. Ừ. Doanh nghiệp xuất khẩu, những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu nông lâm thủy sản đó, qua đường biên giới đất liền, có nghĩa là qua Campuchia, qua Lào, qua Trung Quốc, thì khi mà làm hồ sơ hoàn thuế là phải kiểm tra, kiểm tra trước. Khi thanh lý giải thể cũng phải xin hoàn thuế những cái khoản thuế mà mình còn, và cơ quan thuế phải đi xuống lần cuối cùng. Như vậy là một doanh nghiệp thành lập và cho đến khi mà giải thể thì sẽ có hai lần cơ quan thuế xuất hiện, là khi hoàn thuế lần đầu tiên và khi hoàn thuế lần cuối cùng, cơ quan thuế sẽ kiểm tra tại doanh nghiệp. Ngoài ra thì là sẽ được hoàn trước. Đối tượng hoàn trước kiểm sau là những đối tượng mà không thuộc điểm 1 và 2. Điểm 1 là những cái đơn vị mà như tôi vừa nêu, và điểm 2 là những đơn vị bị tạm dừng. Ví dụ giờ là mình xin hoàn thuế, nhưng mà trong các cái hóa đơn đầu vào đó là có một số những đơn vị mà nó đang bị xử lý, nó phải tạm dừng. Do đó bây giờ đi mua hàng thì chú ý là phải mua hàng với những cái doanh nghiệp mà họ tốt đó, làm ăn đàng hoàng. Những cái doanh nghiệp mà làm ăn mà 2 3 tháng xong nó trốn mất, những doanh nghiệp đó là khi mình hoàn thuế là cơ quan thuế họ sẽ phải đi kiểm tra. Trường hợp hoàn thuế hiện nay thì là nó có một số trường hợp sau đây là sẽ được hoàn thuế. Thứ nhất là khi chúng ta có cái thuế đầu vào lớn hơn đầu ra 3 tháng, 3 tháng liên tục. Như vậy là một tháng mà có cái hóa đơn đầu vào lớn hơn đầu ra một tháng, tháng đầu tiên là chưa được hoàn, tháng thứ hai chưa được hoàn, tháng thứ ba mới được hoàn. Trường hợp thứ hai là mới thành lập, chưa có đầu ra, nhưng mà mình có những cái chứng từ đầu vào của tài sản cố định trên 200 triệu sẽ được hoàn. Trường hợp thứ ba là cơ sở hoạt động có dự án đầu tư mới thì cũng sẽ được hoàn nếu mà có cái thuế trên 200 triệu. Trường hợp thứ tư là kinh doanh xuất khẩu. Vậy. Kinh doanh xuất khẩu thì đầu ra 0% thì đầu vào là nó sẽ được hoàn, nhưng phải thỏa mãn cái điều kiện là phải xin hoàn từ 200 triệu đó lên. Nếu mà dưới 200 triệu thì nó nhỏ quá. Đúng. Thì như vậy là khi mà chúng ta xuất khẩu, chúng ta có thuế đầu vào lớn hơn đầu ra trên 200 triệu thì chúng ta lập hồ sơ hoàn. Thì nó có bao nhiêu trường hợp? Nó có những trường hợp sau đây là sẽ được hoàn: trường hợp là xuất khẩu thanh toán bằng tiền, trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng, trường hợp xuất khẩu tại chỗ. Xuất khẩu tại chỗ là gì? Xuất khẩu tại chỗ là gì? Xuất khẩu nhưng mà hàng nó không chạy ra nước ngoài, tại vì cái người mà nước ngoài họ chỉ định cái người nhận hàng là ai, là những người trong nước. Nhưng mà chúng ta xuất khẩu nhưng mà cái hàng nó không không đi ra khỏi biên giới mà nó giao cho một cái người trong nước, gọi là xuất khẩu tại chỗ. Gia công chuyển tiếp. Cái công chuyển tiếp là gì? Là gia công, nhưng mà mình làm cái công đoạn là một công đoạn trong các công đoạn gia công, gọi là gia công chuyển tiếp. Xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài. Đấy, hiện nay có nhiều doanh nghiệp là đầu tư ra nước ngoài và mình xuất khẩu. Và trường hợp cuối cùng là trường hợp là xuất khẩu nhưng mà chưa có chứng từ thanh toán, chưa có chứng từ thanh toán ngoài hàng, cũng được xét để mà tạm tạm hoãn. Rồi thứ năm là khi giải thể là chúng ta còn một số thuế thì tăng thừa là chúng ta. Thứ sáu là hoàn thuế thì tăng dự án ODA. ODA là những cái dự án mà nhà nước được nước ngoài viện trợ,
gọi là vốn ODA. Vì vậy mà khi người ta viện trợ cho mình thì người ta viện trợ công trình đó, chứ người ta không có viện trợ cái số thuế. Vì vậy mà những cái nhà thầu khi mà thực hiện dự án này thì người ta có cái thuế đầu vào, thì người ta sẽ tập hợp lại để mà xin cơ hội trả lại cái thuế đầu vào đó. Các đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, ví dụ như tổng lãnh sự, ngoại giao hay là đại sứ, thì những cái thuế đầu vào đó là không có, khi mà người ta chi tiêu thì người ta vẫn có thuế đầu vào. Ví dụ là đại sứ thài điện thoại di động, đại sứ mua xăng, đại sứ trả tiền thuê nhà, nói chung là cái người cung cấp thì đều ghi 10% hết, nhưng mà theo quy định là được miễn trừ, có nghĩa là người ta sẽ tập hợp lên cơ quan thuế để xin trả lại những cái thuế trị tăng đó. Như vậy các bạn, cái trị tăng nó có một số ý quan trọng thế này. Thứ nhất là phương pháp tính thuế trị tăng. Đấy. Các anh chị chú ý dùng là nó có mấy phương pháp. Thế thì câu hỏi thì có thể người ta sẽ ra hoặc là phương pháp khấu trừ. Đấy. Hoặc là phương pháp trực tiếp. Đấy. Hoặc là phương pháp nhập khẩu. Hoặc là phương pháp tính thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài. Thì các chị nhớ dùng bốn phương pháp, có thể ta chọn một trong bốn phương pháp đó ta hỏi mình. Đây, phương pháp khấu trừ, phương pháp trực tiếp, phương pháp hàng nhập khẩu và phương pháp nhà thầu nước ngoài. Thầu nước ngoài chứ không phải nhà thầu Việt Nam. Các chị sửa lại giùm tôi là cái nhà thầu đó là nhà thầu nước ngoài. Khi hỏi thi đó thì các chị nhớ ý thức ra nha, để cho người ta biết mình là có học bài. Đấy. Khi nếu ta hỏi phương pháp khấu trừ thì nhớ ghi dùng công thức này: số thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nếu mà ta hỏi phương pháp trực tiếp thì mình phải ghi cái công thức phương pháp trực tiếp. Hai công thức. Công thức là doanh nghiệp mà không có đầy đủ hóa đơn. Thứ hai là những hộ kinh doanh mà không thực hiện đầy đủ hóa đơn. Và có thể người ta yêu cầu mình là cho một cái ví dụ, thì các anh chị cho một cái ví dụ bằng số để chúng ta xác định được cái thuế trị tăng. Anh chị xem thêm các câu hỏi để các anh chị nắm nắm thêm. Còn đối với kinh doanh bằng ngoại tệ thì là tính theo công thức 2.3, có nghĩa là lấy cái giá trị gia tăng nhân cho thuế xuất, và cái lấy giá trị gia tăng đó là lấy cái giá bán nhân cho, trừ cho giá vốn để ra được cái giá trị gia tăng. Ở trong này có câu hỏi số 3 đó, các anh chị đọc để các anh chị thấy cái dụng số để các anh chị hiểu thêm. Phương pháp thứ tư là phương pháp tính thuế đối với nhà thầu. Nhà thầu nước ngoài thì chúng ta phải lấy cái doanh thu trên hợp đồng mà chúng ta nhân cho cái tỷ lệ. Tỷ lệ là nó có cái bảng tỷ lệ của nhà ngoài nước ngoài đó, và nhân cho thuế xuất thì ra được cái thuế. Và nhà thầu nước ngoài do là ở nước ngoài, do đó họ không nộp thuế được. Vì vậy là luật quy định là cái người Việt Nam mà thuê cái người nước ngoài đó, khi trả tiền cho họ thì phải giữ lại thuế. Hai chấm năm là phương pháp tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thì lấy giá tính thuế cộng với thuế cộng nhân với thuế xuất. Còn trường hợp mà nếu cái hàng hóa đó là hàng tiêu thụ đặc biệt, ví dụ như xe ô tô du lịch, đấy, thì phải cộng thêm cái yếu tố thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu vào. Nhớ là khi thi thì phải ghi công thức trước rồi mới ghi số nhé, để lỡ mà nó có cộng trừ nhân chia sai đó chúng ta vẫn vẫn có điểm. Còn chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta ghi công thức, còn chúng ta điền số từ vô thôi.
Vậy là chú ý dùng phương pháp tính thuế, người ta sẽ hỏi. Sự khác nhau giữa đối tượng không chịu thuế giá trị tăng và chịu thuế giá trị tăng. Đấy. Hai cái này thì nó đưa đến một cái hệ luận là gì? Là không có thuế. Không chịu thuế là không có đồng thuế nào hết. Nhưng mà chịu thuế giá trị tăng 0% là cũng không có thuế nào hết. Đúng không? Thế thì sự khác nhau của cái này là cái gì? Giống nhau là không có thuế. Nhưng mà khác nhau là cái gì? Chú ý dùng là nếu mà là chịu thuế giá trị tăng 0% thì được khấu trừ thuế đầu vào. Còn không chịu thuế giá trị tăng thì không được khấu trừ. Đấy, nó có gì khác nhau thôi. Ví dụ như là tôi chịu thuế giá trị tăng 0% xuất khẩu thì toàn bộ cái đầu vào của tôi là được trừ hết, được giảm trừ hết. Còn nếu mà không chịu thuế thì không không được khấu trừ. Ví dụ như trường học là khi thu tiền là không có thuế trị tăng. Thật ra là trường học không không có được khấu trừ đầu vào gì hết. Bệnh viện cũng vậy. Nói chung là mình không không được khấu trừ. Tại vì không chịu thuế là không được khấu trừ. Nơi nộp thuế giá trị tăng và nộp sao? Ở ngay văn phòng chính thì nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Còn ở chi nhánh thì nộp thuế theo cái tỷ lệ trên doanh thu. Để chú ý. Ví dụ giờ là một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và có một chi nhánh ở Bạc Liêu. Thì chi nhánh Bạc Liêu cũng phải nộp thuế địa tăng và văn phòng chính thành phố Hồ Chí Minh cũng phải nộp thuế địa tăng, nhưng nộp như thế nào? Ở văn phòng chính thì nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, còn ở chi nhánh thì nộp theo tỷ lệ trên doanh thu. Bán hàng tại Bạc Liêu bao nhiêu thì nộp thuế một cái tỷ lệ. Thì nếu mà cái hàng hóa đó là thuế suất là 10% thì nộp 2% trên doanh thu. Còn nếu cái hàng hóa đó là thuế giá trị tăng 5% thì nộp 1% trên doanh thu. Và cuối tháng hoặc là cuối năm thì khi mà quyết toán thuế đó thì sẽ được giảm trừ cái thuế giá trị tăng đã nộp ở chi nhánh. Vậy là văn phòng chính vẫn phải kê khai theo khấu trừ, và cái số mà thuế mà phải kê khai đó là số phải nộp thôi. Chúng ta sẽ được giảm đi cái số thuế đã nộp ở chi nhánh để chúng ta còn lại số thuế còn phải nộp. Đấy, tỷ lệ là 1% đối với những hàng hóa là có thuế giá trị tăng 5% và tỷ lệ là 2% nếu cái hàng hóa đó có cái thuế giá trị tăng 10%. Như vậy nếu mà một cái chi nhánh mà họ bán một cùng lúc mà hai cái hàng hóa với hai thuế suất giá trị tăng khác nhau thì chúng ta phải, nếu làm cái toán, chúng ta phải tách ra hai cái nhóm. Cái nhóm là doanh thu của cái hàng hóa thuế suất 10% và nhóm là cái doanh thu có cái hàng hóa thuế suất là 10%. Thì cái nhóm mà doanh thu của cái hàng hóa 10% đó thì chúng ta tính cái tỷ lệ là 2% và nộp 2% trên cái doanh thu bán hàng đó. Còn đối với hàng hóa mà thuế suất 5% thì chúng ta nhân cái tỷ lệ 1% và nộp thuế cho cái cục thuế Bạc Liêu 1%. Xong, okay, xong. Không có đầu ra đầu vào gì ở chi nhánh hết. Đầu ra đầu vào thì nó nằm ở trên văn phòng chính. Còn chi nhánh chỉ biết bán hàng và nộp thuế để tăng theo tỷ lệ thôi. Ví dụ bằng số để các anh chị thấy rõ hơn. Câu số 9. Một cơ sở hoạt động ở một địa phương và có cái văn phòng hoặc là trụ sở chi nhánh ở một cái địa phương khác làm thủ tục bán hàng thì cái nộp thuế giá trị tăng thế nào? Đấy. Ví dụ doanh nghiệp A thành phố Hồ Chí Minh, doanh số bán là 1.000 triệu. Số bán 1.000 triệu là doanh số bán này là chưa có thuế điện tăng. Đấy. Chi phí đầu vào là 400 triệu. Đầu ra là 1.000 triệu, đầu vào là 400 triệu và cả hai đều là chưa có thuế điện tăng hết. Chi nhánh ở Long An, doanh số bán là 300 triệu cũng chưa có thuế địa tăng. Bây giờ khai thuế sao?
Theo cái trình bày nãy giờ chúng ta thấy thế này. Chi nhánh ở Long An thì khai một cái tỷ lệ, vì đây là cái hàng hóa với cái thuế suất 10%, thật ra họ phải nộp tỷ lệ 2% trên cái doanh số bán tại Long An. Như vậy là chi nhánh nộp cho thuế Long An là 6 triệu, 2% trên 35 triệu. Còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh là bán ra 1.000 và ở Long An bán ra 300, như vậy là cái đầu ra là 1.300, là phải tính là 1.300 trên 10% trên thành phố Hồ Chí Minh. Thế đầu ra 10% của 1.300 là 130 triệu. Thuế trị đang đầu vào là 400 triệu, 10% là 40 triệu. Như vậy là áp dụng phương pháp khấu trừ thì thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ bằng thuế giá trị tăng đầu ra 130 triệu trừ thuế giá trị tăng đầu vào 40 triệu là 90 triệu. Thì đó là số phải nộp thôi. Nhưng mà đã nộp ở Long An 6 triệu rồi. Ở Long An 6 triệu. Thì cái biên lai 6 triệu mà Long An đó là sẽ được giảm tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thành phố Hồ Chí Minh chỉ thu thêm là 84 triệu thôi. Đấy, chú ý như vậy. Như vậy là chúng ta chú ý là chúng ta kinh doanh ở đâu là chúng ta kê khai thuế thì tăng ở đó. Nhưng do chi nhánh là không có theo dõi đầu ra đầu vào, thành ra là chi nhánh phải nộp một cái tỷ lệ theo cái mặt hàng. Nếu hàng hóa đó là thuế xuất giá trị tăng 10% thì nhân cho cái tỷ lệ 2%. Còn nếu cái hàng quán đó mà thuế xuất giá trị tăng 5% thì nhân cái tỷ lệ 1%. Trường hợp mà bán lẫn lộn vừa hàng hóa thuế xuất giá trị tăng 10% vừa hàng hóa thuế xuất 5% thì chúng ta phải tách riêng hai nhóm để chúng ta khai khai thuế khác nhau. Và cái số thuế giá trị tăng đã nộp ở chi nhánh sẽ được giảm tại văn phòng chính. Đấy. Cái nguyên tắc như vậy. Nó dù bằng số như vậy là để cho các anh chị thấy nó rõ hơn. Như vậy là cái người kế toán trưởng của một doanh nghiệp đó chú ý dùm là ở dưới chi nhánh là phải yêu cầu nó nộp ở dưới kia và phải nộp cái biên lai thuế của ở dưới chi nhánh về cho trên này để khi khai thuế thì phương pháp khấu trừ là nó sẽ thể hiện cái số phải nộp thôi. Nhưng mà do mình đã nộp ở Long An 6 triệu rồi, cho nên mình sẽ được giảm trừ cái số nộp tại Long An. Thật ra cái cục thuế Bạc Liêu khi mà nó tính thuế thì cái ông nào mà văn phòng chính thì nó tính theo phương pháp khấu trừ, ông nào mà chi nhánh ở tại tỉnh khác xuống ngay Bạc Liêu thì ông sẽ tính theo cái tỷ lệ 1% hoặc là 2% trên doanh số bán, tùy theo cái mặt hàng đó thuế suất là 10% hay 5%. Câu thứ tư, cái ý cũng là quan trọng mà có thể là đề thi người ta sẽ hỏi. Ngoài cái câu hỏi số 1 là phương pháp tính thuế đó thì các anh chị phải học bốn phương pháp. Câu hỏi số 2 là về cái sự khác nhau giữa đối tượng không chịu thuế địa tăng và chịu thuế địa tăng. Câu hỏi thứ ba là nơi nộp thuế địa tăng. Để anh chị chú ý dùng như vậy. Có nghĩa là mình phải nộp thuế ở tất cả các nơi nếu mình có kinh doanh. Ví dụ giờ các anh chị có một văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh và các anh chị có bốn chi nhánh ở bốn tỉnh thì phải nộp hết. Để. Hạn chót kê khai và nộp thuế địa tăng thì hiện nay luật quy định là thuế giá trị gia tăng kê khai hàng tháng, mỗi tháng là phải kê khai, có nghĩa là mỗi tháng chúng ta phải thống kê tất cả các cái hóa đơn bán ra để xác định thuế đầu ra, thống kê các cái hóa đơn đầu vào để xác định thuế đầu vào, và chúng ta làm cái bài toán trừ để chúng ta tìm ra cái số thuế phải nộp. Nếu mà cái số tìm ra mà nó dương thì chúng ta nộp, số thuế tìm ra mà nó âm thì chúng ta xin hoàn trả lại. Có nhiều doanh nghiệp thấy rằng cái số thuế âm mà nó ít quá thì chờ chờ 3 tháng, luật quy định như vậy, phải chờ 3 tháng. Nếu tháng sau mà nó dương lại thì phải bù trừ, lấy cái âm của tháng trước bù trừ qua cái dương tháng sau là mình nộp trên. Nhưng mà cái thời gian để làm cái công việc này thì nó rất là lâu, do đó nhà nước cho phép được 20 ngày. Như vậy là hạn chót kê khai và nộp thuế trị tăng của tháng trước là 20 ngày của tháng sau. Đấy, ví dụ như là tháng 8 là chúng ta nộp thuế của tháng 7, đấy, như ngày 20 ngày qua đó là cái ngày chót phải nộp thuế trị tăng của tháng 7. Còn cái tháng 8 thì chúng ta vẫn kinh doanh bình thường và
cuối tháng 8 chúng ta có 20 ngày của tháng 9 là chúng ta cộng sổ để chúng ta làm cái tờ khai. Và ngày 20 tháng 9 là hạn chót phải kê khai tới tháng 8. Và ngày 20 tháng 8 là hạn chót kê khai tới tháng 7. Như vậy là mình được lùi 1 tháng. Tại vì cái cộng cộng cái quá trình chứng từ nó nhiều. Và trong cái tương lai thì dự kiến nhà nước sẽ sửa cái việc kê khai này. Tại vì hàng tháng như vậy thì nó làm cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn là người ta không kịp thời gian. Do đó là trong cái cải cách hiện nay thì người ta đang dự kiến là để đơn giản thủ tục hành chính về thuế đó, thì nhiều doanh nghiệp người ta đề xuất là nên kê khai hàng quý, tức là mỗi 3 tháng 2 lần cho nó đơn giản. Hiện nay có nhiều loại thuế khai hàng quý, ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp. Giúp các chiều nay chúng ta sẽ học cái bài thu nhập doanh nghiệp, thì các chị sẽ thấy là thu nhập doanh nghiệp là kê khai hàng quý 3 tháng 2 lần. Cho đó hiện nay cái xu hướng hiện nay đó, trong cái cải cách thủ tục hành chính về thuế thì cũng muốn đơn giản để cho cái doanh nghiệp người ta dễ dàng hơn. Nhà nước đang có chủ trương là sẽ đơn giản hóa các cái thủ tục kê khai như nộp thuế và giãn cái thời gian kê khai nó rộng ra để doanh nghiệp nó có thời gian nhiều. Mẫu tờ khai thì hiện nay có rất nhiều mẫu tờ khai, do chúng ta là đào tạo từ xa là chúng ta không không có tiếp cận. Nếu các anh chị nào muốn tiếp cận thì các anh chị cứ lấy trong tài liệu ra, tôi có gửi rồi. Nếu mà học chính quy thì các sinh viên chính quy là phải làm cái bài tập bằng số và phải điền vào tờ khai. Thế nhưng đây mình từ xa thì mình không không có thời gian đủ để mình làm cái việc này. Nên đó các anh chị nào muốn là hiểu thì các anh chị cứ lít chuột vào trong các cái mẫu tờ khai thì nó sẽ hiện ra cho các anh chị. Như vậy là tờ khai giá trị gia tăng là cái mẫu 01, thì trong đó nó sẽ thể hiện cái phần đầu ra đầu vào, thuế đầu ra nhiêu, thuế đầu vào bao nhiêu. Thì thuế tiền đầu ra bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện trên cái bảng kê 01.1 là bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra Như vậy là cái người kế toán là phải thống kê tất cả những cái hóa đơn bán ra trong tháng từ ngày 1 cho đến ngày 31, bán ra bao nhiêu, thuế điện tăng bao nhiêu và tổng số thuế điện tăng đầu ra là bao nhiêu. Sau khi lập bảng kê 01.1 rồi thì lập thêm cái bảng kê 01.2, đó là thống kê tất cả những hóa đơn mà mua vào để tìm ra được là cái tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào. Như vậy là kê khai thuế điện tăng là chúng ta phải có 3 tài liệu. Thứ nhất là bảng kê hóa đơn bán ra, bảng kê hóa đơn mua vào và cái tờ khai thuế. Như vậy là giữa 3 cái tài liệu này nó phải khớp nha. Khi người ta kiểm tra về thuế điện tăng tờ khai đó, người ta kiểm tra cái chỗ mà cái ô mà thuế giá trị gia tăng đầu ra thì người ta sẽ lật xem cái bảng kê xem có đúng hay không. Người ta kiểm tra cái thuế tiền đầu vào, lật cái bảng kê xem có đúng hay không. Còn đối với là thuế giá trị gia tăng của nhà thầu nước ngoài thì phải kê khai theo mẫu 01 N TNN đó, tức là nhà thầu nước ngoài. Như vậy là trong tháng nếu các anh chị mà có trả tiền cho người nước ngoài, chi trả cho người nước ngoài thì các anh chị phải giữ lại thuế gia tăng người nước ngoài và các anh chị làm cái tờ khai. Như vậy là tờ khai thuế giá trị gia tăng là nó hai tờ khai, một cái tờ khai cho bản thân doanh nghiệp của mình là tờ khai mẫu 01 giá trị gia tăng. Còn cái tờ khai 01 mà NTN đó là khai cho cái ông nước ngoài, nhưng mà mình là có trách nhiệm giữ lại thuế không? Ví dụ như nãy mình thí dụ bằng số đó, mình trả ổng là 100 triệu, thì thuế này là 5%, mình phải giữ lại 5 triệu. 5 triệu mình phải đưa vào tờ khai 01 NTN để mình khai cho ông đó. Rồi mình chỉ thanh toán cho ổng là 95 triệu thôi. Như vậy là cái nội dung của cái luật thuế điện tăng thì nó có những cái điểm cơ bản như vậy. Thì nó có rất nhiều điểm, tại vì nó có 9 yếu tố. Nhưng mà nếu mà chúng ta học đủ 9 yếu tố thì không đủ thời gian. Các em ở cái sinh viên chính quy là nó phải học hết. Thì những cái đó từ xa thì chúng tôi chọn lại làm sao mình hiểu được cái cốt lõi của cái luật thuế thôi. Thì cái cốt lõi luật thuế là gì? Nó nằm trong ở cái giá tính thuế này. Nó nằm trong ở cái thuế suất này. Nó nằm trong phương pháp tính thuế. Do đó là chúng tôi chỉ chọn là 4 yếu tố để chúng tôi trình bày ở lớp thôi, còn những yếu tố còn lại thì các anh chị đọc trong tài liệu. Bây giờ chuyển sang cái phần câu hỏi trắc nghiệm là để chúng ta hiểu được cái bài của cái bài hôm nay.